xin chào các bạn. Tính đến nay là đã hơn một tháng kể từ khi mà kênh Khám Phá Miền Tây mình đăng cái video về trường hợp của chú Tâm các bạn. Thì hôm nay mình cũng nhận được một số tiền của các mạnh thường quân. Thì sẵn nay có dịp đi làm ở gần đây thì mình ghé nhà chú để trao cái tiền của mạnh thường quân cho chú, với lại xem cái cuộc sống của chú có thay đổi gì nhiều không ha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã tới nhà chú Hai rồi các bạn. Không biết chú có nhà không? Hai ơi. Chú khỏe chưa? Đỡ rồi mình rồi. Ừ. Sau này còn ốm dữ rồi trời. Ăn hoài mà sao nó không mập nổi. Hả? Ăn hoài mà sao nó không mập nổi. Trời ơi, ốm nhôm nhắc à. Này nay chú Hai thấy hò nhiều hơn đó ta. Muốn hò hò tới muốn ăn ăn tiền. Sao kỳ vậy ta? Bữa giờ uống thuốc có đều không? Đều chứ. Đâu có bỏ thử được. Đều lắm rồi đâu. Dạ. Bữa giờ đây mưa vậy thì có bị dột gì không chú? Không, dột thì không có dột. Mà có dòng cái nó tạt theo mấy cái hông này nè. Cái gì nó mới đầu có chút xíu gì nè. Dạ. Nó hỏi lên cái nó tạt vô. Đây tạt vô. À. Còn mà không dòng thì không sao. Mưa bình thường thì thôi không sao phải không? Có dòng nó tạt vô bị gì nó thiết của ổng mua hộp không mà. Mới đầu có chút xíu gì không á. À. Để mình chưa mình chưa ngắn quá ha. Để hôm bữa vừa ăn uống sao chú Hai, ăn uống được không? Ăn bình thường. Ăn ngủ bình thường. Nói chung người đầu ta cho không. Dạ. Người cho đường, người một nọ, người gối, người chỗ này, người cho kia. Dồn lại. Ăn đâu có hết. Nay ở trong nhà so với ở ngoài thì sức khỏe mình có khá lên chút nào không chú? Trời, đỡ nhiều lắm chứ. Ở trên còn đi không nổi luôn á. Vì đây vậy là khỏe lắm rồi đó. Thì sáng chú Dũng có chở đi ấy không, đi chích thuốc hết hết chích rồi. Ủa? Có 2 tháng hả? Chích có 2 tháng hả? Hết rồi, hết chích rồi, còn giờ còn uống luôn. Uống tới 6 tháng. Chích 2 tháng uống 6 tháng. Bữa giờ mình có uống thuốc nam hay là có thuốc gì khác không? Không, chỉ có uống thuốc chiên vậy thôi hả? Uống thuốc của mấy ông thôi. Nhưng mà nó có đảm bảo là hết cái liệu trình 8 tháng là hết không ta? Hết chứ. Ừ? Hết chứ. Nhưng mà vậy chú Hai phải ăn uống vô để có sức đề kháng, còn uống thuốc hoài là không có sức, nó dập dữ lắm. Thuốc này dập lắm. Thuốc này nó dị chi trùng mà nó dập dữ lắm, nóng dữ lắm trong người. Đúng rồi. Sau khi có nhà có cửa thì sao á? Ủa gì ta, bà gì của mẹ của chú á? Bà chú Hai dạ biên hòa là đi về trên kia nè, giám đốc bên việc Đồng Nai mà, tức là mỗi hàng tháng phải kiểm tra 1-2 lần sức khỏe. Quá là xa đó, mình chuyện đâu được. Yeah. Đúng, về đây mà có khi mà bất tử tiên ai trực tiếng thì người bệnh viện cho nó đăng ký. Đây thì con có nhận được cái tiền của chú Trần Hữu Dũng ở Mỹ gửi chủ hai chú Hai 2,5 triệu. Dạ. Tiền ăn uống thuốc thang nghe chú. Mà chú đếm lại coi đủ không? Không được rồi, cứ nhận khỏi đấy. Được rồi. Chú Hai chú Dũng đó không?
con nói đi, nói đi. Thì cho tôi xin gửi lời chú Dũng, ở ngoài Mỹ cũng dồi dào sức khỏe. Cũng có nhờ lòng tốt mới sống được phần này. Nhờ cho nhà chú Dũng cũng có giúp được mấy tiền này cho sống, tôi cũng xin cảm ơn chú Dũng nhiều. À, để mình công khai cái ủng hộ cho chú Hai, chú Xíu An, chú Dũng là cái người tiếp nhận các bạn, không phải mình, tại vì mình là cái chú Dũng hồi nãy ở bên Mỹ đó, là chú xem một cái video khác thì thấy số điện thoại thì gọi cho mình, còn cái số điện thoại ở trên video là của chú Dũng đây các bạn, chú Dũng là hàng xóm, thì thông qua chú Dũng nhận dùng cho chú Hai ở đây là được của chú người gửi hồng sọc 50 đô, còn hồng trần là gửi 100 đô các bạn. Đây cái bên lai nhận tiền nó đang còn đây các bạn, ở trong tài khoản, trong tài khoản còn nữa. À. Anh Dũng đó. Dạ. Việt kiều Mỹ chú. Ở đây nấu nướng rồi sao đâu. Canh mướp với rau má. Có canh mướp, rau má. Bên đây cá lóc kho. À, cá lóc kho hả? Mở được phải không? Mở đi. Rồi, cá lóc kho. Nhà tấm lòng mà học tâm đã làm cái ăn được sung sướng chút. Con cá. Chứ nếu không có thì cũng ăn nước tương và cho về ăn nấy. Dạ, nó cho anh chỉ chuồng để ăn này, ăn chỉ nước tương muối ớt chanh nặng chanh nè. Mà lâu lâu mua được con cá thì ăn 2-3-4 ngày. Nếu ai cho tiền thì nó ăn được cá, còn có cũng nhờ lòng học tâm. Dạ. Con cá là ăn 3 ngày. Dạ. Chứ không cho mang ăn, sợ hết tiền. Ủa? Hậu Giang mà bữa hổm nó về, nó về đây phần nào giúp nó là cũng một cảnh này vô trọng rồi thấy không? Đây nói là ngôi nhà vậy thôi nhưng thực chất đây là một cái chiếc xuồng đó, đây là cái chiếc xuồng mà người dân người ta thương tình thì người ta dựng lên cho chú ở tạm. Chào chú Tâm. Ủa chú ở vậy là bao lâu rồi chú? Ở đây cũng gần 5 tháng rồi. À, chứ hồi trước là chú ở đâu? Trước ở trong ngôi mộ ở trong đó đó. Dạ. Rồi người ta nói là ở trong đó rồi nấu nướng đồ dơ giấy ông bà, người ta không cho ở. Rồi mới dọn ra đây nấu nướng ăn đây tối vô ngủ. Rồi sau này người ta làm hàng rào ta gào luôn. Ta gào ta phá cửa luôn rồi không có chỗ ở. Rồi cái anh ở hàng xóm ở chiếc xuồng này, xuồng của ảnh. Anh thấy vậy, anh nói thôi ở cho chiếc xuồng đi, rồi anh cắt cao su, anh tậy rồi mà cho ở. Rồi là cũng tạm trú hôm nay, cũng đỡ rồi mưa có cái tấm cao su này. Đó thì chui vô đây ngủ bằng hai cây giống đó chứ đâu có chỗ đâu ở. Rồi chú anh uống sao chú? Thì cũng nấu cơm ăn bình thường. Chỉ có cái chỗ ở này vất vả. Ở lúc trước kìa không chưa có tấm cây su này, là tôi lấy cái tấm cây su trắng á, là tôi trải ngoài trời luôn, nắm nệm tôi để thí ngoài trời luôn đó. Còn mưa cái kéo cái tấm cây su lên thí, mà nội mưa gió làm đi qua mưa cái này vậy, nó khổ gì cả vậy đó. Rồi sao anh ở xóm này anh thấy vậy, anh mới lấy cái tấm su này anh đắp lên cho ở nè. Bởi nó ăn uống không thì nó đỡ, mà ngặt không thấy nó bệnh hoạn nữa, không có tiền mua thuốc men cho nó. Trời ơi, cái xuồng này của tôi luôn. Tao đuổi đó, người ta lấy xuồng, ta kêu khiêng xuồng đi luôn đất của người ta. Rồi ông này nó đụng, thôi giờ tao khiêng đi rồi chỗ đâu mày ở, tao thấy tội nghiệp quá. Thấy tội nghiệp
Tao nói thôi đụng mứa giờ bỏ liệu luôn, tao nói gì tao nói, tao đuổi chứ tao khiêng đi rồi mày ở đâu tao thấy chịu không có nổi, kệ tao mắng chửi gì tao mắng kệ tao đi. Nó thấy tội nghiệp anh nói thôi đụng bây giờ người ta chửi mắng gì kệ nó, chứ tao khiêng rồi mà mày không có chỗ ở. Tội nghiệp anh.